Chào tất cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài đơn thức và đơn thức đồng dạng. Phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là đơn thức, khái niệm. Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến. Cô lấy ví dụ. Các biểu thức 9x, 2x mũ 3y, trừ xyz mũ 4, 2 phần 3 x mũ 3 y mũ 2 xz là các đơn thức. Các em đã hiểu được khái niệm đơn thức là gì rồi phải không? Thế thì các em có thể tự cho các ví dụ khác nhé. Cô có chú ý, số 0 được gọi là đơn thức 0. Chúng ta qua phần B, đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức. Cô có một ví dụ như sau, cho đơn thức A bằng 10 x mũ 4 y mũ 3 z. Chúng ta quan sát đơn thức A này các em. Chúng ta thấy trong đơn thức A này có một số 10 nè, biến x xuất hiện một lần và được nâng lên lũy thừa là 4, biến y được nâng lên lũy thừa là 3 và biến z, lũy thừa của z là 1. Như vậy, đơn thức A này được gọi là đơn thức thu gọn. Vậy thế nào là đơn thức thu gọn? Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến mà mỗi biến được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Như thế em đã hiểu đơn thức thu gọn rồi, vậy cô có đơn thức C và đơn thức B trên bảng. Em hãy cho cô biết đơn thức nào là đơn thức thu gọn. Chúng ta quan sát đơn thức B. Chúng ta nhận thấy trong đơn thức B này, số là gồm có số 3 và số âm 2, còn biến x xuất hiện 2 lần. Như thế thì chúng ta nhận thấy rằng đơn thức B này là đơn thức chưa được thu gọn. Còn đơn thức C, biến x, biến y, biến z đã được nâng lên lũy thừa. Như vậy thì đơn thức C này là đơn thức thu gọn. Bây giờ đối với đơn thức A các em, cô tạm thời chia đơn thức A làm hai phần như thế này. Thế thì số 10 được gọi là hệ số. Phần biến là cái phần phía sau của đó em. Như vậy phần biến chúng ta là x mũ 4, y mũ 3, z và bậc. Bậc của đơn thức là tổng các số mũ của các biến. Như vậy chúng ta thấy biến x mũ là 4, biến y mũ là 3 và biến z mũ là 1, phải không nào? Lấy 4 cộng 3 cộng 1, vậy bậc của đơn thức A là bằng 8. Vậy đối với đơn thức C, các em có thể tự tìm hệ số phần biến và bậc với cô được không? Chúng ta coi coi nha, hệ số là mấy các em? Hệ số nó là 1 nha, phần biến là x mũ 4, y, z mũ 5, còn bậc? Bậc là bao nhiêu nè? Mũ của x là 4, mũ của y là 1, mũ của z là 5. Chúng ta cộng lại hết. 4 cộng 1 cộng 5. Như vậy bằng 10 phải không? Bậc của C là bằng 10. Tụi em tự ghi nhé. Cô có một cái chú ý. Số thật khác 0 là đơn thức bậc 0. Số 0 được coi là đơn thức không có bậc. Và bây giờ chúng ta học cách nhân hai đơn thức. Cô có ví dụ. 2x mũ 2y nhân 3xy mũ 3. Để nhân hai đơn thức này, em lấy hệ số nhân hệ số, phân biến nhân phân biến. Như vậy cô lấy 2 nhân 3. Rồi đối với phần biến các em, chúng ta giao hoán cái biến x lại gần nhau và cái biến y lại gần nhau, ta cho vào ngoặc nha. Như vậy ta sẽ có như thế này. Và chúng ta sẽ bằng 6x mũ 3 y mũ 4. Và 6x mũ 3 y mũ 4 này chính là tích của 2x mũ 2y nhân 3xy mũ 3. Cô có ví dụ 2, thu gọn đơn thức. Đây, hãy thu gọn cái đơn thức này cho cô. Chúng ta cũng làm tương tự nha các em. Chúng ta thu gọn cái phần số và thu gọn cái phần biến lại. Như thế chúng ta có 4 nhân âm 2 vô một ngoặc ha. Biến x, chúng ta gom lại chung một ngoặc. Biến y ta gom lại chung một ngoặc. Và cuối cùng chúng ta còn biến z ở ngoài. Và chúng ta có đáp số là trừ 8 x mũ 6 y mũ 4 z. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái việc nhân hai đơn thức hay là việc thu gọn đơn thức cũng không quá khó khăn phải không nào? Hãy tìm cho cô các đơn thức có cùng phần biến. Cô cho các em 5 đơn thức bên dưới. Và bây giờ các em hãy tìm đi. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy đó là 3xy, 5xy và trừ xy. Phần biến giống nhau ở đây chính là xy. Và ba đơn thức này được gọi là ba đơn thức đồng dạng. Chúng ta qua cái phần mới, đơn thức đồng dạng. Thế nào là đơn thức đồng dạng các em?
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Khi các em hiểu được đơn thức đồng dạng là gì rồi, các em có thể tự cho ví dụ hen. Ở đây thì cô cho cái ví dụ như thế này. X mũ 2y, 2x mũ 2y, 1 phần 5 x mũ 2y, có cùng phần biến là gì em? X mũ 2y, nên các đơn thức này là các đơn thức đồng dạng. Chúng ta có chú ý, các số khác không được coi như các đơn thức đồng dạng. Cô lấy ví dụ ha, số 3, số 7, đây là hai số khác không và được gọi là hai đơn thức đồng dạng với nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng, ta cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. Cô lấy ví dụ, em hãy cộng cho cô 3xy mũ 3 cộng 7xy mũ 3. Thế thì đơn thức đầu tiên có hệ số là 3 nè, đơn thức thứ nhì có hệ số là 7 nè. Cô lấy hai hệ số này cộng lại với nhau, cho vào mặt các em và phần biến xy mũ 3 cô để bên ngoài. Và chúng ta tính được bằng 10xy mũ 3. Cô lấy ví dụ thứ nhì, 3x mũ 2 y mũ 3 trừ x mũ 2 y mũ 3. Thế thì cái hệ số của cái đơn thức thứ nhì là bao nhiêu vậy em? Là 1 đó. Cô lấy 3 trừ 1 cô cho vô ngoặc, x mũ 2 y mũ 3 để bên ngoài. Và chúng ta tính ra là 2x mũ 2 y mũ 3. Ví dụ cuối cùng cũng làm tương tự phải không em? Như vậy 1 cộng 5 trừ 7 cô cho vô ngoặc, phần biến giống nhau, xy mũ 2 cô để ở ngoài. 1 cộng 5 trừ 7 chúng ta ra là trừ 1 xy mũ 2, hay chúng ta viết luôn là trừ xy mũ 2. Phần bài học của chúng ta tuần này đến đây là hết rồi. Các em hãy lên website của trường để tải bài học về nhà, xem bài. Trong văn bản bài học, cô có yêu cầu phần bài tập về nhà và tuần sau cô sẽ có hướng dẫn cho phần bài tập này. Mong sớm gặp lại các em. Xin chào tạm biệt.